đừng giúp cuộc sống an nhiên và nhớ rằng điều mình không thích, xin đừng làm với người khác. Bạn không phải là tờ tiền polymer bóng loáng nên đương nhiên, không phải tất cả mọi người sẽ thích bạn. Đừng cố làm hài lòng hay lấy lòng người khác. Bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần có sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau. Việc bạn cứ lấy lòng người khác không hẳn kéo dài mãi mãi, rồi cũng sẽ có ngày họ rời xa bạn vì nghĩ bạn giả dối. Những người thực sự yêu bạn, họ chẳng cần đợi bạn lấy lòng hay nịnh bợ, vì họ yêu con người thật của bạn, yêu sự chân thành và thật thà của chính bạn. Cuộc sống thật mệt mỏi, tại sao phải nhìn vào sắc mặt của người khác để sống? Mỗi người đều có quan điểm sống của riêng mình và không hẳn rằng những người khác cũng suy nghĩ giống ý bạn. Hãy nhớ rằng bạn không phải là tờ tiền polymer bóng loáng nên đương nhiên, không phải tất cả mọi người sẽ thích bạn. Hãy để mắt nhìn lại bản thân, bịt tai lại và đừng quá quan tâm đến ý tưởng hay suy nghĩ của người khác về mình. Hãy sống vì mình và làm tốt việc của bản thân trước đã. Bạn là bạn, làm ơn đừng sống cuộc sống của người khác và hãy sống những màn pháo hoa lộng lẫy nhất trên bầu trời. Hãy vượt qua thử thách và làm việc hết mình thay vì suốt ngày lấy lòng quản lý, sếp bằng cách trở thành chân sai vặt, mua cà phê hay bánh mì của họ chỉ vì bạn nghĩ mình sẽ được chú ý. Bạn sẽ được thăng chức nếu bạn có năng lực thật sự chứ không phải do chiêu trò. Đừng quá quan tâm đến đôi mắt xung quanh, bạn không thể sống theo ý người khác. Lắng nghe những gì người khác nói, sửa chữa những khuyết điểm mà họ nhận thấy về bạn cũng tốt. Nhưng bạn cũng không cần chú tâm quá nhiều vào ánh mắt của họ vì ánh mắt chưa phản ánh hết những gì họ nghĩ về bạn. Chỉ có bạn biết năng lực của mình và biết hướng đi trong tương lai. Thay vì tìm cách lấy lòng người khác, tốt hơn là làm giàu cho chính mình. Đừng gặp ai cũng kể khổ, vì bạn không thể biết người đó đồng cảm với bạn hay xát muối vào tim bạn. Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình. Đừng gặp ai cũng kể chuyện buồn của mình hay than vãn về nỗi khổ tâm của bạn. Cây kim khi trong bọc thì ai cũng thấy bình thường, chỉ khi chích vào người, bản thân bạn sẽ cảm thấu được nỗi đau đớn. Đừng tùy tiện gặp ai cũng kể lể, vì biết đâu nỗi buồn của bạn là trò cười cho người khác. Tôi có một cô bạn học tên Hoa chung lớp đại học. Tính Hoa này cũng khá nhiệt tình với bạn bè và thật thà nên cũng dễ bắt chuyện. Cô chơi với một nhóm bạn cùng làm thuyết trình nhóm và dần dần thân nhau. Do các bạn của Hoa là người có cùng sở thích, quan điểm với cô này, vì vậy ban đầu họ rất hợp nhau và thân nhau như chị em ruột. Nhưng một lần trong chuyến đi chơi xa, thấy Hoa rất buồn nên tìm cả nhóm để tâm sự. Hỏi ra mới biết Hoa đang buồn vì chuyện cô mắc bệnh lupus xỏ. Tưởng đâu nói ra sẽ nhẹ lòng, nào ngờ sau khi đi học, Hoa gặp không ít rắc rối vì những câu hỏi bạn bè khác đặt ra cho cô. Bạn thân của cô còn xa lánh cô vì sợ cô lây bệnh hoặc họ sợ cô mượn tiền họ để mua thuốc. Cô không biết tại sao bạn bè mình lại không nói chuyện với mình. Cô nghĩ chắc mình đã làm gì sai. Cô nói rằng cô đã kể cho đám bạn cô nghe thôi và họ hứa giữ bí mật, còn tôi là sau này cô mới kể. Làm sao cả lớp cũng biết bí mật của cô. Nghe vậy, tôi đoán đó là những người chị em tốt bên cạnh đã lan truyền điều đó. Từ đó, Hoa mất đi những người bạn và kể cả người bạn thân nhất của mình và trở nên e dè khi nói chuyện với người lạ vì cô sợ tình huống cô đã gặp lại tiếp diễn. Sự trưởng thành thực sự bắt đầu khi bạn ngừng kể lể, than vãn khi gặp người khác. Nước mắt và những lời phàn nàn không thể thay đổi kết thúc của câu chuyện. Giống như cát trong vỏ con trai, âm thầm chịu đựng và sau một thời gian, nó có thể biến thành ngọc trai tuyệt đẹp. Than buồn,
kể khổ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, giống như xát muối vào vết thương của bạn hết lần này đến lần khác. Quá khứ đã qua rồi. Thay vì oán than quá khứ, sao không hướng về phía trước? Chỉ sống trong ký ức của quá khứ, cuộc sống cũng sẽ bỏ rơi bạn. Nếu bạn gặp khó khăn, đừng tùy tiện phơi bày cho người khác biết. Mọi người sẽ nói rằng họ thật đáng tiếc vì không có cách nào giúp bạn, nhưng đằng sau đó có chắc là những sự đồng cảm không, hay những câu chuyện cười mua vui cho người khác. Không ai có thể giúp bạn, chỉ có bạn mới có thể giúp mình vui lên và tìm hướng giải quyết vấn đề. Nếu bạn gặp phải điều gì đó, đừng hoảng sợ. Hãy suy nghĩ cách làm thay vì nói cho nhiều người biết và bình tĩnh để tìm lối thoát. Đừng cố ép buộc bản thân. Có một câu như thế này: khổ cực không hẳn là do hoàn cảnh, mà là do cưỡng cầu quá nhiều. Những thứ bạn cố ép bản thân để được như người ta thì chẳng ở bên bạn được lâu, vì bạn chưa hẳn muốn có nó. Trước khi học cách yêu người khác, hãy học cách yêu bản thân mình trước. Đừng ép buộc bản thân với những điều ngoài năng lực và ước muốn của bạn. Cưỡng cầu khiến bản thân không vui. Vậy bạn mong chờ gì trong cuộc đời này? Không ai trên đời này là hoàn hảo cả. Đừng ép buộc bản thân quá nhiều. Thay vào đó hãy chấp nhận khuyết điểm của mình, kịp thời sửa chữa, ngay cả khi bạn không thể làm gì, tốt nhất là khi làm việc chăm chỉ. Không miễn cưỡng với người khác cũng là một cách không gượng ép bản thân. Làm sao chuyện gì cũng được như ý mình, làm gì có người hoàn toàn phù hợp với mình, đáp ứng tất cả yêu cầu của mình. Chỉ có chấp nhận sự thiếu sót của nhau và phát huy ưu điểm mới giải quyết được vấn đề. Khổng Tử nói: những điều bạn không muốn, đừng làm nó với người khác. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Triệu Mẫn từng nói: tôi cố gượng ép nhưng kết quả không còn sức lực, gặp khó khăn và nguy hiểm nhiều hơn. Gặp những người bạn không thích, không cần thiết phải cố thay đổi họ, bởi giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đứng trước việc mình chưa quen làm, hãy khoan tính toán chi li rằng có ích lợi không. Cũng chưa cần phải áp dụng quy tắc từ trước đến nay, vì trên thế giới có hàng nghìn việc thì có hàng nghìn quy tắc khác nhau. Hãy thử tìm cách làm và bắt tay vào làm. Đừng sống cho qua tháng, qua ngày. Khi bạn đánh lừa cuộc sống của mình, cuộc sống sẽ tự nhiên đánh lừa bạn. Khi bạn đem những điều xấu xa, ác độc vào cuộc sống sẽ không cho bạn một điều gì tốt đẹp cả. Cuộc sống cần phải có những mục tiêu, nhưng có mục tiêu chưa hẳn thành công nếu mục tiêu đó không được thực hiện. Những người sống có mục tiêu và nỗ lực làm việc thì cuộc sống của họ sẽ tốt đẹp. Còn những ai sống không có mục tiêu và không có kế hoạch thì thường không cảm thấy niềm vui của cuộc sống. Cuộc sống là một nhiệm vụ cho họ hơn là tận hưởng. Một cô gái bị chồng đánh đập. Trong trường hợp này, cô miễn cưỡng bản thân tiếp tục sống trong sự đánh đập như vậy nữa. Thay vào đó, cô kiện chồng và giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân bi thảm này. Cuối cùng, sau bao khó khăn, cô cũng đã kiện những người thân yêu của mình vì tội lỗi của họ và có được sự tự do. Mọi người vẫn phải theo đuổi sự theo đuổi của chính họ. Họ phải nói không với một cuộc sống tồi tệ, thay vì là trái bần trôi, gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu. Bốn kiểu người cả đời sống an nhiên, chẳng sợ bị soi mói, họa rơi vào đầu. Có bạn không? Những người không thích đăng TUS, post hình đều có lý do riêng khiến chúng ta phải suy ngẫm. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ Internet, giờ đây chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mới. Đó là nơi mà cuộc sống hàng ngày được gắn kết chặt chẽ với Internet, điện thoại thông minh. Ngày nay,
ai cũng có cho mình một chiếc điện thoại thông minh với nhiều tính năng thú vị. Trong đó, không thể không nhắc đến hàng loạt nền tảng mạng xã hội được người dùng yêu thích. Những nền tảng này không chỉ thay thế cho cuộc gọi, tin nhắn thông thường mà còn tích hợp nhiều tính năng khác như giải trí, cập nhật tin tức, chia sẻ hoạt động bản thân. Chức năng chia sẻ ảnh, dòng trạng thái lên mạng xã hội được nhiều người ưa chuộng. Thậm chí không ít người bị nghiện tính năng này bởi họ luôn cập nhật cuộc sống theo từng ngày. Bất kể mọi hoạt động như ăn gì, đi du lịch ở đâu, tập thể dục đến tâm trạng, cảm xúc cũng được cập nhật từng giờ, từng ngày. Thế nhưng bên cạnh đó, nhiều người rất ít sử dụng tính năng chia sẻ hoạt động của các nền tảng mạng xã hội. Hoặc nếu có chia sẻ thì phần lớn nội dung đều liên quan đến công việc. Các nhà tâm lý học chỉ ra rằng hầu hết những người không đăng cảm xúc, khoảnh khắc thường ngày đều có những đặc điểm chung. Các nhà tâm lý đã chia những người này ra thành 4 kiểu khác nhau. 1. Người sống nội tâm. Hầu hết những người thường xuyên chia sẻ về mọi hoạt động trong cuộc sống đều vui vẻ, cởi mở. Họ sống hướng ngoại, thích giao tiếp, tương tác với mọi người. Nhu cầu này của họ rất lớn. Khi chia sẻ một hoạt động nào đó lên mạng xã hội, họ thích được người khác để lại lời khen, lời động viên. Điều này khiến họ thấy hạnh phúc hoặc có thể được xoa dịu tổn thương. Các nhà tâm lý học cho rằng những người hướng ngoại thích được người khác chú ý, quan tâm. Ngược lại, những người không thích đăng mọi khoảnh khắc hoạt động lên mạng xã hội là người sống nội tâm. Một số người kín tiếng ngay cả trong cuộc sống thực. Họ không thích giao tiếp với quá nhiều người, đặc biệt là người lạ. Họ thích ở một mình trong mọi hoạt động, kể cả là đi du lịch. Kiểu người này vốn sống thu mình và không muốn chia sẻ cuộc sống với người khác. Họ thích tận hưởng sự cô đơn, họ cũng chẳng cần quan tâm đến cuộc sống những người xung quanh. Tuy nhiên, họ lại có thế giới tinh thần khá phong phú chứ không đơn điệu, ẻ nhạt như nhiều người lầm tưởng. Họ không cần giao du hay được người khác công nhận để xác định giá trị bản thân. Năng lượng của họ không đến từ thế giới bên ngoài. Nói cách khác, họ có thế giới tinh thần phong phú nên có khả năng tự cân bằng ý thức giá trị. Đôi khi, những lời đánh giá, ý kiến bên ngoài còn khiến họ cảm thấy phiền toái, mệt mỏi. 2. Người thành đạt. Người càng thành đạt càng trân trọng thời gian. Đối với kiểu người này, thời gian là tiền bạc. Họ sử dụng thời gian hiệu quả để theo đuổi những mục tiêu công việc cao hơn, nhờ đó nâng cao giá trị bản thân. Đối với những người như vậy, mỗi phút đều được quy đổi ra thành các công việc kinh doanh. Họ sẽ tập trung toàn bộ thời gian và sức lực lên kế hoạch cho cuộc sống của mình một cách trật tự, quy tắc. Mỗi ngày họ đều tuân theo lịch trình của bản thân, không lãng phí thời gian trên mạng xã hội để đọc những lời bình phẩm. Và kiểu người này không cần khoảnh khắc để thu hút sự chú ý của người khác, bởi người thành công như vậy đã được xã hội coi trọng. Ngay cả khi họ là người hướng ngoại, họ cũng sẽ hạn chế đăng tải hình ảnh, dòng tâm trạng. 3. Người cẩn thận. Người chu đáo, cẩn thận thường suy nghĩ thấu đáo hơn, không muốn bị bạn bè hiểu lầm. Họ hiểu rằng đôi khi tin đồn thất thiệt bắt đầu từ những dòng tin, dòng cập nhật trạng thái trên mạng xã hội. Suy cho cùng, đôi khi chỉ là một bài đăng đơn giản cũng sẽ có hàng ngàn ý kiến trái chiều. Người hết lời ngợi khen, người không ngại chê trách, thậm chí lại có người mỉa mai, nhiếc móc. Bạn thử tưởng tượng xem, nếu một ngày bỗng dưng bạn phải đối mặt với những bình luận tiêu cực,
bạn sẽ thấy thế nào? Chính vì vậy, để tránh những rắc rối không đáng có, nhiều người quyết định không đăng tải hoặc hạn chế cập nhật trạng thái, hình ảnh riêng tư. 4. Người lười biếng. Cũng có một số người không thích đăng tải khoảnh khắc lên mạng xã hội hoặc hạn chế chỉ vì lười biếng. Họ cho rằng việc này rất phiền phức, mất thời gian. Khi đăng tải tốn thời gian soạn văn bản, tìm ảnh. Còn khi đăng lên mạng xong lại mất thời gian trả lời từng bình luận của mọi người. Họ thấy việc này rất phiền phức. Hơn nữa, những người này không thích bị so sánh hay tính toán hơn thua với người khác. Vì thế, họ không cần chia sẻ cuộc sống của mình để được người khác chú ý và công nhận. Họ chỉ mong bản thân có thể tự do thoải mái trong cuộc sống của mình. Đối với họ, đôi khi việc dùng mạng xã hội nói chung là điều vô nghĩa. Nhân sinh ngắn ngủi, muốn sống an nhiên tự tại phải học, không tranh chấp, không để tâm, không giải thích. Không tranh là khoan dung, không để tâm là trí tuệ, không giải thích là trưởng thành. Chúng ta thường nói rằng, người không phải là thánh hiền, không ai là không sai. Cuộc đời là quá trình không ngừng trưởng thành của mỗi người. Trong đối nhân xử thế chúng ta khó lòng tránh khỏi những sai lầm. Có những sai lầm có thể bù đắp, nhưng có những sai lầm cả đời cũng không thể bù đắp được. Cuộc đời cũng là quá trình không ngừng rèn luyện của mỗi người. Trong quá trình đó, chúng ta phải học cách chín chắn và trưởng thành. Học cách không tranh chấp, không để tâm và không giải thích để luôn sống suôn sẻ và điềm tĩnh trong những năm tháng cuộc đời miên man này. Học cách không tranh chấp. Không tranh là thái độ khoan dung, không màng danh lợi. Người xưa thường nói, trong thế gian hỗn loạn, rối bời này, tranh đi tranh lại cuối cùng chẳng khác gì giả tràng xe cát biển đông. Nhân gian hỗn loạn là bởi chữ tranh. Tranh luận không ngừng nghỉ chỉ khiến tâm thái con người mất cân bằng, phiền não, đau khổ, cuối cùng mệt mỏi rã rời. Đối nhân xử thế, không tranh thì tâm mới rộng như trời, cao như núi, nhân sinh thông suốt, vạn sự hanh thông. Nhưng năm Khang Hy, Phủ Thượng Thư Lễ Bộ Trương Anh là hàng xóm với nhà họ Ngô. Hai nhà vì một mảnh đất trống của nhà họ Trương nảy sinh tranh chấp. Người nhà họ Trương thấy có lý khó tranh bèn gửi thư lên kinh thành, báo cáo sự việc với Trương Anh. Trương Anh viết thư về nhà, bày tỏ rõ lập trường của mình, viết thư đến chỉ vì bức tường, nhường họ ba thước đất đâu có sao. Nhận được thư trả lời của Trương Anh, người nhà ông không hề do dự, lập tức chủ động lùi tường bao lại ba thước. Người nhà họ Ngô thấy vậy vô cùng hổ thẹn, bắt chước nhà họ Trương lùi tường lại ba thước, tạo thành một con hẻm rộng sáu thước, lấy tên gọi là hẻm sáu thước. Câu chuyện nhường nhịn lẫn nhau của hai nhà trở thành câu chuyện hay được mọi người ca tụng. Cuộc đời con người nhiều lúc cũng nên như vậy, mấy chục năm ngắn ngủi, hà cớ gì phải tranh đi tranh lại. Đã là của bạn sẽ là của bạn, tranh làm gì? Không phải là của bạn, có tranh cũng không được thì hà cớ gì phải tranh. Nhân sinh trần thế, mọi thứ đều đã định sẵn. Bạn càng tranh càng không thể có được, bạn càng tranh càng mất. Chỉ khi suy nghĩ đơn giản, dứt bỏ tranh chấp, vui vẻ lạc quan thì mới tránh khỏi những phiền phức bủa vây trong hồng trần phức tạp này. Học cách không để tâm. Không để tâm là trí tuệ trong những trí tuệ lớn. Tôi từng đọc được một câu chuyện như sau. Một cặp vợ chồng dắt lừa đi chợ. Ban đầu, người vợ cưỡi trên lưng lừa, còn người chồng đi trước dắt lừa. Người qua đường thấy vậy liền chỉ trỏ trỏ nói,
người phụ nữ kia đúng là chẳng ra gì, để chồng dắt lừa, còn mình thì chễm chệ ngồi trên. Người vợ nghe thấy vậy, vội vàng trèo xuống, đổi mình dắt lừa và bảo chồng ngồi trên lưng lừa. Không ngờ, chưa đi được mấy bước, những người đi đường lại bắt đầu chỉ trỏ nói, người đàn ông kia đúng là không biết thương vợ là gì. Người chồng nghe thấy vậy, lập tức kéo vợ lên, hai người cùng ngồi trên lưng lừa. Chưa được mấy bước, lại có người chỉ trỏ nói họ ngược đãi động vật. Hai vợ chồng nghe xong quyết định dứt khoát không cưỡi lừa nữa, mà dắt lừa đi bộ. Nhưng nào ngờ, vẫn bị người đi đường bình phẩm nói, hai người họ có lừa không cưỡi, tự đi bộ thì cần lừa làm gì? Câu chuyện hài hước này dạy chúng ta rằng, cuộc sống đâu đâu cũng có chuyện phiền muộn, học cách không để tâm thì mới hiểu được tầm quan trọng của tự tại. Trong cuộc sống, dù bạn làm như thế nào cũng khó tránh khỏi những lời tào lao. Dù bạn tốt hay xấu cũng khó tránh khỏi người khác nói này nói nọ. Nếu như bạn quá để tâm vào những lời đánh giá của người khác, chẳng khác nào việc bạn dùng đầu của người khác để suy nghĩ về cuộc đời của mình. Dạng sự đều do tâm sinh, tâm mà tinh khiết thì ít xáo trộn. Bạn không thể bịt miệng thế gian, nhưng có thể giữ được tâm của mình. Bỏ qua những lời thị phi, tào lao, cuộc sống sẽ càng thanh tịnh hơn. Học cách không giải thích. Không giải thích là sự lựa chọn trưởng thành và chín chắn. Trước kia, trong một ngôi chùa nọ, vì có cất giữ một chuỗi tràng hạt mà Phật tổ đã từng đeo nên nổi tiếng khắp nơi, mà nơi thời cất chuỗi tràng hạt đó chỉ có trụ trì chùa và 7 người đệ tử biết. Một ngày nọ, chuỗi tràng hạt không cánh mà bay. Trụ trì chùa hỏi 7 người đệ tử, các con ai lấy chuỗi tràng hạt, chỉ cần đặt về chỗ cũ, ta sẽ không truy cứu, Phật tổ cũng sẽ không trách tội. Các đệ tử đều lắc đầu, 7 ngày đã qua, nhưng vẫn chưa tìm thấy chuỗi tràng hạt. Trụ trì thất vọng nói, ngày mai, các con thu xếp đồ đạc xuống núi cả đi. Người lấy chuỗi tràng hạt, nếu muốn ở lại thì ở lại. Ngày hôm sau, 6 đệ tử thu xếp hành lý xong xuôi, thở dài rồi xuống núi. Chỉ có một người đệ tử ở lại. Trụ trì hỏi người đệ tử ở lại, chuỗi tràng hạt đâu? Đệ tử nói, con không lấy. Vậy tại sao con lại muốn mang tiếng ăn trộm? Đệ tử đáp, suốt mấy ngày qua, chúng ta nghi ngờ lẫn nhau, phải có người đứng ra, thì những người khác mới được giải thoát. Hơn nữa, tràng hạt không còn, những Phật thì vẫn còn ạ. Trụ trì cười rồi lấy chuỗi tràng hạt từ trong túi ra đeo vào tay đệ tử. Có những lúc, thứ mà chúng ta cần không phải là giải thích mà là trách nhiệm thẳng thắn, không cần ép dạ cầu toàn, chỉ cần bản thân chúng ta chín chắn và trưởng thành. Giống như núi không bao giờ giải thích độ cao của mình, đứng sừng sững giữa trời cao bát ngát. Biển không bao giờ giải thích độ sâu của mình, dung nạp trăm sông. Đất không bao giờ giải thích độ dày của mình, vẫn cứ là mẹ của vạn vật. Làm người cũng nên như vậy, khi đứng trước sự nghi ngờ, phủ định và hiểu nhầm, không nhất thiết phải làm to chuyện, không nhất thiết phải kinh động đến nhiều người, càng không cần phải phí sức bài bác. Bạn chỉ cần làm những việc mà mình nên làm, đi đường mà mình phải đi. Thời gian và kết quả sẽ giúp bạn chứng minh mọi thứ. Suy cho cùng, người đức dày khiêm tốn nhã nhặn nên mới không nóng vội, bồng bột, người hiểu rõ lý lẽ chí cao, không màng danh lợi, nên mới không khăng khăng cố chấp. Con người ở đời,
không tranh là từ bi, không để tâm là thanh tịnh, không giải thích là kiên trì với bổn tâm. Làm được ba điều này sẽ giữ được cho mình một trái tim tự tại trong thế gian phức tạp, rối ren này. Trải qua sự thăng trầm của cuộc sống, sự gột rửa của thời gian, hy vọng bạn vẫn có thể không tranh, không để tâm, không giải thích, sống điềm nhiên, ung dung và tự tại. Năm thứ thiết thân, ai cũng nên nhận thức thấu đáo mới mong có thể sống an nhiên, tự tại. Nhìn thấu năm thứ dưới đây, mỗi chúng ta có thể sẽ có một cuộc sống thanh thản, an nhiên. Nhà nho, nhà triết học nổi tiếng thời Minh, Trung Quốc, Dương Dương Minh từng nói: một người muốn làm nên sự nghiệp, đầu tiên phải có ý chí, nếu không sẽ chẳng làm nổi việc gì. Cho dù là các nghệ sĩ, nghệ nhân cũng vậy, cũng đều cần phải có ý chí kiên định mới có thể học thành tài. Lý tưởng quyết định đến tầm cỡ của một con người, và cũng theo nhân vật này, con người sống trên đời cần phải nhìn thấu năm yếu tố dưới đây để có một cuộc sống hài hòa, an nhiên, tự tại. 1. Bạn bè. Theo triết gia Dương Dương Minh, đối đãi với bạn bè, sự chân thành là quan trọng nhất. Dùng tấm lòng đối đãi tấm lòng. Anh thật, tôi thật mới mong có một tình bạn lâu bền, gắn bó. Với bạn bè, chỉ có một trái tim chân thành, tận tâm tận lực, giữ lời hứa, chữ tín mới có thể có được sự tín nhiệm từ họ. Một lạng chân thành thắng cả một tấn khôn lõi. Nếu bạn dùng sự giả dối đối xử với bạn bè, trước sau gì, bạn cũng sẽ phải sống trong sự cô độc. Những người tính toán với bạn bè cũng đồng nghĩa với việc họ tính toán với chính mình. Thế giới rộng lớn và phức tạp, vì thế mà sự chân thành chính là thứ khó tìm nhất. Chân thành đem lại sự tín nhiệm, khiến người khác cảm động, ấm lòng, thoải mái. Trong cuộc sống hàng ngày, người sống chân thành luôn được người khác yêu mến, chào đón. Trái lại, những người khôn vặt chỉ thích nói lời hay nhưng không làm việc tốt, sớm muộn cũng làm mất niềm tin của những người xung quanh. 2. Gia đình. Dương Dương Minh lấy vợ lúc trẻ và vợ ông qua đời khi ông đã về già. Trong vài chục năm chung sống, họ cùng giúp đỡ nhau, yêu thương ân ái, gia đình hết sức êm ấm. Điều đáng nói là vợ ông không thể sinh con. Thời cổ đại, trong ba điều bất hiếu thì việc không có con nối dõi được xếp hàng đầu. Không có con cái kế thừa hương quả, vậy nhưng Dương Dương Minh vẫn vì vợ mà không nạp thiếp. Gia đình quý ở chữ hòa thuận. Hòa thuận quý ở việc hai người, vợ, chồng đối xử chân thành, yêu thương lẫn nhau. Dương Dương Minh thậm chí nhiều lần dâng sớ xin rút khỏi việc triều chính, lui về quê chăm sóc cha mẹ già. Điều này cho thấy ông là người sống biết ơn, sống có bổn phận và trách nhiệm. Cổ nhân nói, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Gia đình là nền tảng cơ bản cho sự nghiệp của một người. Hiếu thuận với người sinh thành, tôn trọng vợ mới có thể có một hậu phương vững chắc, ổn định. 3. Tiền bạc. Theo triết gia Dương Dương Minh, con người một khi đã giảm được một phần dục vọng, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng, đơn giản và dễ thở hơn rất nhiều. Rất nhiều người bận rộn cả đời người mà đánh mất tình thân, gia đình, sức khỏe. Đến khi quay đầu lại, chỉ còn những vật ngoài thân, đó chính là bi kịch lớn nhất. Đáng sợ hơn, con người một khi rơi xuống vực sâu của dục vọng sẽ trở thành nô lệ của dục vọng, dùng dẫy thế nào cũng khó có thể thoát ra. Thứ đáng sợ này có thể khiến con người trở nên mê muội, đánh mất bản tính. Lòng tham vô đáy,
chẳng bao giờ có thể thỏa mãn. Cuối cùng chính nó sẽ khiến con người gặp họa. Sống trên đời, họa phúc đều khó lượng. Danh lợi có thể chớp mắt mà quá hư không. Cả đời đuổi theo tiền tài danh vọng chỉ khiến con người mất đi sự yên bình trong tâm hồn. Trang Tử từng nói, căn phòng trống mới đem lại cảm giác rộng rãi sáng sủa, mới có thể tiếp nhận những chuyện vui vẻ. Lòng người cũng vậy, chỉ khi rũ bỏ sạch cái gọi là dục vọng, gạt bỏ lớp bụi trần phủ kín tâm linh, tâm ta mới có thể yên bình thoải mái. Thuận theo tự nhiên, không nên quá xem trọng tiền bạc, duy trì nội tâm bình thản, vậy là đủ. 4. Sự nghiệp. Từ thời trai trẻ, Dương Dương Minh đã có ý chí phấn đấu gây dựng sự nghiệp, kiên trì suốt vài chục năm, cuối cùng cũng trở thành người có chỗ đứng trong triều đình, có vị thế trong xã hội. Ông nói, trong đầu một khi có mục tiêu, tuyệt đối không được phân tâm, chỉ có thể kiên trì hướng về phía trước. Dương Dương Minh cũng là người luôn đi đầu trong việc hợp nhất giữa biết và làm. Có rất nhiều việc, biết và làm là hai việc khác nhau. Chỉ có thực sự áp dụng vào thực tiễn con người mới thấu hiểu hết ngọn ngành. Theo ông, làm việc là một cách để tu tâm. Mỗi người cần phải nhắc nhở bản thân phải nhẫn nại, cố gắng từng chút một mới có thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Chỉ có không ngừng làm việc, con người mới tự tạo ra được vị trí, chỗ đứng cho mình. Sự nghiệp là cái gốc của nhân sinh, duy trì làm việc không ngừng mới có thể duy trì sự sống, sức sống, mới không bị tụt hậu, phế bỏ. 5. Cảm xúc. Khi giận dữ, con người sẽ trở nên mất lý trí. Lúc đó, máu nóng bốc lên dễ gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Theo triết gia Dương Dương Minh, càng những lúc giận dữ, càng phải cố học cách kiểm soát cảm xúc cho thật tốt. Bởi mọi lời lẽ hành động trong lúc giận dữ một khi bị kẻ tiểu nhân để bụng sẽ trở thành vũ khí khiến bạn lao đao. Sinh thời, ông thường không nổi giận, bình thản đến mức xem như chẳng nghe, chẳng thấy việc gì. Khống chế cảm xúc của bản thân, hóa giải cơn giận là một dạng tu dưỡng và là biểu hiện của sự thông minh. Tâm rộng là phúc khí, tâm hẹp chính là tai họa. Lòng người cần phải hướng tới những điều rộng lượng, tích cực và tốt đẹp, không nên tính toán chi li, để bụng những chuyện vặt vãnh. Đừng dồn nén bực tức trong lòng mà hãy hóa giải nó. Dần dần, chúng ta sẽ hình thành cho mình một khí chất riêng, từ tốn, nhẹ nhàng. Cảm xúc một khi không được kiểm soát sẽ gây ra những tai họa khó lường.